Con sao vậy? Thằng Bảo làm lành với con chưa? Tối hôm qua nó không về nhà ba. Nó lại không về nhà nữa hả? Con có điện cho nó không? Con điện thoại quá chừng mà anh không nghe máy. Để nó về á, bà cho nó một trận. Nếu mà anh muốn ở bên người khác thì con sẽ ly dị với ảnh. Con nói người khác là sao? Anh Bảo đó ba. Bây giờ ảnh đang qua lại với một con bé thử việc ở trong công ty á. Thiệt không? Dạ. Con bé đó không có hoàn thành công việc, còn muốn chấm dứt hợp đồng với nó. Nhưng mà ảnh bảo ảnh lại binh vực nó. Đã vậy còn la con trước mặt bao nhiêu nhân viên như vậy. Cái chuyện đó xảy ra hồi nào? Sao con không báo cho ba? Con đã muốn nhịn ảnh rồi. Mà ảnh bảo á, ảnh càng ngày càng quá đáng đó ba. Ảnh còn cảnh cáo con là không được đụng tới con nhỏ đó. Ảnh nói ảnh là tổng giám đốc, là người có quyền cao nhất ở tập đoàn. Quá lắm rồi. Hèn gì mà kêu nó làm lành với con, mà nó cứ chần chừ. Con cứ vô đuổi về con bé đó đi. Thằng Bảo mà nói cái gì á, nó ba ra lệnh cái chức tổng giám đốc của nó, ba có thể cách chức luôn đó. Thôi ba, nếu mà anh Bảo biết con nói lại với ba, thế nào anh cũng giận con. Con cứ nói á, là ba nghe nhân viên công ty nói lại. Con vô đuổi về con bé đó liền đi.